Mấy tháng qua Linh vẫn chưa rút ra được khỏi hình ảnh Cô con gái bé bỏng của mình Bị tai nạn ngay trước mắt Cô tự trách bản thân mình rất nhiều Trách mình khi xưa không đủ khôn ngoan Và đủ lực kinh tế để giành quyền nuôi sâu Trách mình sau khi ly hôn Vì lao vào công việc mới Để quên đi nỗi đau của bản thân Mà nhiều lần Không dám đứng lên để đòi gặp sâu sớm hơn Trách mình Ngày hôm đó không chạy về phía sâu nhanh hơn vài giây chỉ vài giây thôi sâu là con gái của linh và huỳnh họ trước đây đã từng là một gia đình ba người hạnh phúc nhưng cuộc đời thật khéo đưa đẩy sau vài năm chung sống huỳnh một người đàn ông cảm thấy chưa đủ thỏa mãn với cuộc sống hiện tại nên muốn đầu tư bất động sản và anh ta đã gặp thúy trong một lần giao dịch anh ta hẹn hò với thúy sau lưng linh để rồi đến một ngày Linh biết sự việc Thì tờ giấy ly hôn cũng đặt sẵn trên bàn Ngày ra tòa Huỳnh quyết liệt giành quyền nuôi bé sâu Hắn huynh hoang tự đắc Vì kinh tế hơn hẳn Linh Cuối cùng hắn đã giành được quyền nuôi con Và còn đòi hỏi Linh mỗi tháng Phải gửi thêm vài triệu cho hắn chăm con Linh chỉ biết nghe theo Vì thương con gái bé bỏng Đề xuất mong muốn mỗi tháng được gặp con Vào mỗi cuối tuần Nhưng Huỳnh dằn mặt Cô muốn gặp con thì nhắn tin trước cho tôi, tôi sẽ sắp xếp. Đừng cố tình đến trước cửa nhà tôi để đợi con bé, tôi không thích. Từ ngày đó, Linh cắm mặt vào kiếm tiền, vừa để trang trải cuộc sống, phụ giúp bố mẹ ở quê, vừa để gửi tiền nuôi sâu. Một kế toán nhỏ nhoi thì lấy đâu ra nhiều tiền, nhưng Linh chỉ mong mang lại mọi thứ tốt đẹp nhất cho sâu, dù có phải cật lực lao động thêm đi chăng nữa nhiều lần linh nhắn tin muốn gặp con nhưng đều không nhận được phản hồi từ phía huỳnh một thời gian sau linh nghe tin huỳnh và thúy tổ chức kết hôn tuy nhớ con và thương con phải sống với mẹ kế nhưng linh không biết phải làm thế nào để được gặp con hắn đã chuyển trường cho sâu đồng thời cũng chuyển sang một căn hộ mới thời gian đằng đẵng trôi qua một ngày linh nhận được cuộc gọi từ một số lạ alo ạ à, mẹ ơi sâu nhớ mẹ quá sâu mượn điện thoại của một chú tốt bụng để gọi cho mẹ sâu đợi mẹ ở cổng công viên nước nhé mẹ mau đến gặp sâu nhé con làm sao đến được nơi đó lúc nãy con bảo với mẹ thúy là con muốn ăn kem mẹ thúy bảo con tự đi mua nên con trốn đi để gặp mẹ con đợi mẹ nhé mẹ đến luôn đừng đi linh tinh đấy vâng sâu đợi mẹ nhé sâu nhớ mẹ và yêu mẹ Linh vội vàng rời công ty Đến cổng công viên trước Vừa nhìn thấy dáng vẻ Con gầy gò Má đỏ ửng Lòng Linh lại quặn thắt lại Linh đứng phía bên kia đường Vẫy tay về phía con gái Đang đứng đợi đèn chuyển xanh Thì Linh bỗng thấy sâu chạy ào về phía mình Vừa chạy vừa khóc gọi mẹ tha thiết Nhưng Uỳnh ủi... Cú tông quá mạnh và nhanh Linh chưa kịp định thần chuyện gì thì người đi đường đã vây quanh người bị nạn Linh hoàn hồn Sâu con gái mẹ ơi Linh chạy đến bên con Gào thét trong tuyệt vọng Ai đó tốt bụng làm ơn Gọi cứu thương Gọi cứu thương Cứu con gái thôi với Làm ơn Xung quanh xì sầm bàn tán tai nạn mạnh quá Con bé chảy nhiều máu thế thì sống làm sao được Sao mà không chạy qua đường đón con Để một đứa bé chạy ngoài đường nguy hiểm thế thường quá mới có mấy tuổi cũng có một người tốt bụng gọi xe cứu thương và miêu tả tình hình hiện tại linh chỉ biết ôm ghì lấy sâu vào lòng nước mắt nghẹn ngào cả dọc đường từ ngã tư đến bệnh viện linh cứ như người mất hồn mồm chỉ liên tục niệm phật qua âm mong người cứu rỗi đứa con gái bé bỏng của mình qua cơn hoạn nạn nhưng khi đến bệnh viện bác sĩ kết luận sâu đã tử vong trên đường đến viện Linh bàng hoàng Cả thế giới như tối sầm lại trước mắt Ngã khuỵu xuống sàn Dần ngất đi Cô chỉ mơ hồ cảm thấy Có người đỡ lấy mình khỏi đập đầu xuống đất Linh tỉnh lại Thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh Vội bật dậy đi tìm con Nhân viên bệnh viện dẫn cô đến nhà xác Nhà xác lạnh lẽo Con gái cô nằm đó Huỳnh sau khi nghe tin con gái bị tai nạn Cũng vội vàng đến bệnh viện sau đó cũng nhận được tin con gái không còn huỳnh bước vào trong nhà xác thấy linh đang quỳ gối bên thân xác con một lúc sau có bác sĩ đến để làm thủ tục giao nhận xác trước khi đi vị bác sĩ còn quay lại hỏi anh chị trước đó có đánh cháu bé hay là hành hạ cháu bé không linh ngẩng đầu lên sao bác sĩ lại hỏi vậy chúng tôi khám nghiệm bên ngoài tử thi thấy có nhiều vết bầm tím ở bụng thắt lưng vùng bắp chân có vẻ bé đã bị đánh nhiều lần anh chị làm bố làm mẹ sao lại hành hạ con mình như vậy đến lúc không còn nữa thì liệu còn cơ hội sửa sai không vị bác sĩ thở dài quay lưng đi linh nước mắt giàn giụa ánh nhìn căm hận chỉ tay vào mặt huỳnh anh là đồ đàn ông hèn hạ anh để vợ kế của anh hành hạ con gái tôi anh không cho tôi gặp con tôi ôi con gái bé bỏng của tôi giọng linh uất ức nghẹn lại vốn bản tính không phải là người biết lăng mạ người khác nên linh cũng chỉ biết nuốt uất ức vào trong cổ như có cục gì nghẹn ứ lại nước mắt lại đua nhau chảy xuống linh thương sâu thương con gái dứt ruột đẻ ra nhưng lại không thể chính tay chăm con thật tốt để rồi xảy ra cơ sự như vậy huỳnh cũng đứng chân chân nhìn con gái nằm lạnh lẽo ở trên cáng những lời bác sĩ nói những lời Linh vừa nói Vẫn cứ vang vẳng bên tai Huỳnh sau khi lấy Thúy Thì suốt ngày đi làm ăn bên ngoài Thúy cũng không đi làm nữa Mà nhà trông bé sâu Huỳnh không ngờ rằng Trước mặt mình Thúy là một người yêu chiều sâu Yêu chiều mình như vậy Mà hóa ra đằng sau cô ta là một con quỷ độc ác đến vậy Huỳnh bất lực đứng đó Nắm chặt hai bàn tay lại Không biết phải làm gì Hay là nói gì với Linh vào lúc này sau khi đám tang con gái kết thúc Linh như người mất hồn Hàng ngày ngồi trên giường Ôm di ảnh con gái Mặt thẫn thờ nhìn xa xăm Mồm niệm Phật quan âm Bố mẹ Linh thấy thế Chỉ biết quay đi Giấu nước mắt vào trong Thương con thương cháu nhưng lực bất tòng tâm Huỳnh sau khi Quay về căn hộ chung cư của mình và Thúy Hắn chỉ cảm thấy lạnh lẽo Lạnh lẽo với một con người như rắn độc Trước mặt thì vui vẻ là thế sau lưng lại không biết đã làm ra bao nhiêu chuyện độc ác với con gái hắn thúy quỳ gối van xin đôi mắt mọng nước lấp lánh đầy vẻ xinh đẹp quyến rũ nhưng giờ đây hắn chỉ còn cảm thấy sự ghê tởm trong dáng vẻ ấy hắn khinh bỉ hất tay thúy ra đi vào phòng ngủ lấy tờ giấy ly hôn đặt lên bàn thúy lại van xin khóc như mưa nhưng vẻ mặt huỳnh rất kiên quyết hắn lại nhớ lại ngày xưa khi hắn đặt tờ giấy ly hôn linh lên bàn Linh không van xin Chỉ rơi nước mắt Khi ấy cảm giác của hắn thế nào Thỏa mãn, khinh bỉ, coi thường Còn giờ đây Cảm giác của hắn thế nào Chua chát, đắng ngắt Hắn không ngờ cái giá phải trả Cho sự lầm đường lạc lối của mình lại đắt đến vậy Huỳnh muốn bù đắp sai lầm với Linh Nhưng mấy lần đến đều bị bố mẹ Linh khéo từ chối Cũng không cho gặp Linh Huỳnh biết là hắn đã sai nên hắn cũng không dám nhiều lời sau này hắn chỉ dám đứng ở phía ngoài cửa nhìn vào trong không thấy linh nhưng hắn có thể nghe thấy tiếng linh niệm phật quan âm tiếng linh gọi tên sâu tiếng linh dần nghẹn đi vì khóc sau mấy tháng thẫn thờ vì cú sốc mất con thì công việc cũ của linh cũng không còn có bố mẹ động viên chăm sóc linh dần nguôi ngoai nỗi nhớ dành cho bé sâu quay trở lại thành phố để tìm một công việc mới do đã lâu không làm việc cộng thêm bằng cấp không đua được với giới trẻ mới ra trường nên ròng rã mấy tuần liền linh vẫn chưa tìm được một công việc mới bỗng một ngày có một cuộc điện thoại gọi tới chào chị xin hỏi số máy chị linh phải không ạ vâng chào chị tôi là nhân viên phòng nhân sự tập đoàn a chúng tôi sau khi phỏng vấn và tham khảo hồ sơ của chị đã quyết định mời chị tới làm việc tại phòng kế toán của tập đoàn chúng tôi xin hỏi chị đã tìm được công việc ưng ý chưa ạ linh khá bất ngờ trước cuộc điện thoại này vì dù sao tập đoàn a cũng là một tập đoàn có tiếng trong nước lúc nộp hồ sơ xin việc và đi phỏng vấn linh cũng không đặt nhiều hy vọng vào công việc này nhưng đúng là thật bất ngờ alo chị linh còn ở đầu dây bên kia không ạ à? vâng xin lỗi chị hiện tại tôi vẫn chưa nhận được công việc mới xin hỏi khi nào tôi có thể đến thử việc được ạ à? thứ hai tuần sau bắt đầu được không chị vâng vậy thứ hai tuần sau tôi sẽ đến để nhận việc vậy thứ hai tuần tới chúng ta sẽ trao đổi cụ thể hơn về công việc và các vấn đề liên quan chị nhé hẹn gặp lại chị chúc chị một ngày tốt lành vâng cảm ơn chị và hẹn gặp lại chị Vậy là ông trời vẫn rủ lòng thương với Linh Và ban cho cô một công việc mới Một khởi đầu mới Linh rất để tâm đến công việc này Một phần để nguôi đi nỗi dai dứt với bé sâu trong lòng Một phần vì biết ơn may mắn này đã đến với cô Lúc mới tới Mọi người đều có thái độ thù địch Hoặc thể hiện ra mặt Hoặc bằng mặt nhưng không bằng lòng Linh có cố gắng hòa nhã tới đâu thì mọi người cũng vẫn tỏ thái độ như vậy với cô cô không hiểu và cũng thực sự không muốn tìm hiểu sâu vấn đề đó ngày ngày cô cố gắng hoàn thành tốt nhất công việc được giao nhưng những người khác còn đùn đẩy cả công việc của họ cho cô nữa cô liên tục tăng ca để hoàn tất lương công việc không một lời phàn nàn không một tiếng kể khổ kể công sự chăm chỉ của linh cũng không phải ngày một ngày hai và tất cả mọi người đều dần kính phục và công nhận trước sự nỗ lực của linh ngày tổng kết cuối năm của tập đoàn linh được đề xuất làm quản lý phòng kế toán niềm vui bất ngờ ập tới khiến cô không khỏi ngỡ ngàng công việc của linh ngày một thuận lợi hơn đồng nghĩa với việc cũng có những cuộc họp nhiều hơn với các phòng ban trong tập đoàn trong các cuộc họp đôi khi linh cũng nghe có những tiếng xì xào bàn tán Nhắc đến một người tên Linh Và một người tên Trường Nghe nói Trường là giám đốc phòng marketing Của tập đoàn Một năm trước Trong đợt tuyển dụng rộng rãi của tập đoàn Trường từng đắc động Để giúp đỡ một người đỗ tuyển dụng Nhưng điều kỳ lạ Là không phải giúp người đó vào phòng ban marketing của anh Mà lại là phòng kế toán Phòng kế toán Tên Linh Chẳng lẽ là cô ư Sau những lời bàn tán thì thầm như cố tình vừa muốn linh nghe, vừa không muốn linh nghe đó, cô bỗng trở nên chú ý đến người đàn ông tên Trường kia. Anh dáng thư sinh, cao gầy, khuôn mặt trẻ trung nhưng không kém phần cương nghị, đôi mắt sáng rất hút hồn người đối diện. Có vẻ cô nhìn anh hơi lâu, lúc anh bỗng quay đầu sang nhìn về phía cô, cô giật mình thẹn thùng, cúi gằm mặt xuống. Sau cuộc họp, trên đường quay trở lại phòng kế toán, Linh vô tình bắt gặp Trường trong thang máy đến khi trong thang máy chỉ còn lại hai người họ trường bỗng cất tiếng trước sau này các dự án mới của phòng marketing hy vọng được quản lý linh chiếu cố nhiều hơn vâng à sao anh lại nói vậy dự án marketing mà phòng kế toán không duyệt chi phí thì chúng tôi lấy đâu ra kinh phí hoạt động đấy trường vừa nói vừa nhìn vào mắt linh nở một được cười tươi rói linh như bị hút hồn vào trong đôi mắt sáng ấy thẫn thờ mất một lúc rồi hoàn hồn lại cúi đầu xuống tay khẽ vuốt vuốt mái tóc ngắn ngang vai để che đi sự ngượng ngùng trên khuôn mặt hy vọng hai phòng ban sẽ hợp tác vui vẻ linh thẹn thùng khẽ lên tiếng từ lần mở đầu ấy trường bắt đầu tìm nhiều cơ hội để nói chuyện với linh hơn trường và linh dần dần đi đâu cũng thấy có mặt hai người hoặc đang bàn luận về dự án sắp tới hoặc đang vui vẻ nói cười những cô gái khác trong tập đoàn không khỏi ghen tị và sinh lòng thù hận với Linh bởi trường có tiếng là một người đàn ông đẹp trai, lịch lãm và tài giỏi. Tuy Linh vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp với trường nhưng tất cả đều nhận ra rằng trường có ý vi Linh. Linh cũng dần nhận ra tình cảm của trường dành cho mình nhưng cô không dám đáp lại. Một người đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ như cô sao dám trèo cao với tới một người toàn diện về mọi mặt như trường được cơ chứ linh dần chỉ còn tiếp xúc với trường trong trường hợp bất đắc dĩ vì công việc vừa để tránh những cái nhìn không mấy thiện ý của các cô gái khác trong tập đoàn dành cho mình vào một bữa tiệc cuối năm của tập đoàn linh thấy không khí trong gian phòng khá ngột ngạt nên đứng ra ngoài góc ban công vắng vẻ để hít thở chút không khí bên ngoài trường bỗng mượn rượu tỏ tình với linh tình cảm của anh dành cho em như vậy vẫn chưa đủ để em nhận ra sao anh trường có lẽ anh uống hơi nhiều rồi đúng anh có uống nhiều nhưng anh vẫn hoàn toàn tỉnh táo linh nhìn vào mắt anh đi anh yêu em trường vừa nói vừa kéo linh lại gần mình khẽ véo chiếc cằm xinh đẹp của linh ngẩng lên nhìn mình rồi kéo linh vào trong lòng cúi xuống linh giật mình quay mặt đi khẽ đẩy trường ra anh say rồi anh đi nghỉ ngơi đi không anh không say rượu anh chỉ say em rồi trường tìm bắt lấy môi linh khóa môi linh đồng cháy bằng ngọn lửa tình yêu linh khẽ đẩy trường ra nhưng rồi chút ý chí cuối cùng không còn thắng nổi con tim nữa người linh mềm nhũn dựa cả vào khuôn ngực vững trái của trường một đêm quấn quýt quyến luyến của hai con người đã lâu không được thắp lên ngọn lửa tình yêu sau đêm tỏ tình đó trường công khai mối quan hệ với linh biết bao cặp mắt ghen tị và thù hận của các cô gái trong công ty dành cho linh biết bao trái tim đã vỡ nát vì lời tuyên bố công khai mối quan hệ của trường trường và linh đến với nhau khiến cho nhiều người ngỡ ngàng ghen tị hận thù bố mẹ linh không phản đối nhưng cũng có thái độ đề phòng với trường và không muốn linh đi bước nữa có lẽ họ đang sợ linh gặp lại chuyện đau khổ một lần nữa Liệu chúng mình đến với nhau có phải là sai lầm không anh? Sao em lại hỏi vậy? Trường khẽ vuốt ve mái tóc Linh đang xóa dài trên đùi mình, động tác đầy ô hiếm. Em thấy có khá nhiều người không vui, đi làm giờ căng thẳng quá. Hay em nghỉ việc đi, anh đi làm là đủ rồi, anh nuôi em. Không, em không muốn vậy, em muốn có kinh tế riêng, ổn định cho bây giờ và mai sau nữa. Trường cũng không phản đối với suy nghĩ của Linh, trường đều tôn trọng mọi quyết định của linh chỉ cần linh thấy vui là được rồi mọi người sẽ thấy lựa chọn của anh là không hề sai lầm nghe giọng trường nhẹ nhàng mà đầy phần khẳng định bên tai khiến linh cũng nguôi đi nỗi sợ hãi và ám ảnh của những ánh mắt căm hờn dành cho mình cuối tuần này về nhà anh nhé nhưng em chưa sẵn sàng không có gì phải chuẩn bị kỹ cả nhà anh chỉ có hai anh em thôi không cần cầu kỳ làm gì vậy để em mua hoa quả đến thắp hương cho hai bác, ừ vậy là đủ rồi bố mẹ trường mất sớm do tai nạn giao thông trường có một cô em gái tên Vi năm nay mới vào đại học Vi từ nhỏ đến lớn được anh trai nuôi chiều nên tính cách khá ích kỷ không muốn chia sẻ anh trai mình với ai khác ngoài Lam cô bạn hàng xóm thân thiết của Vi với Vi Lam và trường như thanh mai trúc mã mới xứng là một đôi trời sinh trong mắt mình nên khi trường dẫn linh về nhà vi ra vẻ hàn học không hoan nghênh dù gì cũng lớn hơn vi cả chục tuổi nên linh cũng chỉ thấy thái độ của vi như một đứa bé hờn rỗi đòi lại chiếc kẹo thân yêu của mình mà thôi đôi lúc cũng thấy vẻ mặt phụng phịu khá đáng yêu linh và trường đang bày mâm mát để chuẩn bị bữa trưa hai người nói cười rôm rả bông vi chen vào giữa lấy thêm bát vào đũa bày lên mâm trường ngạc nhiên nhà có ba người mà em lấy thêm đũa bát làm gì còn lam nữa mà anh anh đâu có gọi cho lam nhỉ em gọi không được à trường liếc vi một cái anh đã chiều hư đứa em này rồi linh chỉ khẽ mỉm cười nhìn hai anh em đấu mắt với nhau thêm người thêm vui mà anh linh khẽ nói ý chị là nhà tôi cô quạnh quá à Vi lên tiếng vặn lại Không, ý chị không phải thế Chị chỉ... vì em quá đáng rồi đấy Anh dạy em thế nào Ít ra em phải có chút lịch sự chứ Em lịch sự vậy còn gì nữa Chị Linh sẽ là chị dâu em Em nên học dần cách đối xử với chị ấy Như đối với anh đi Không dám có một người chị dâu như chị Vi lườm Linh một cái Bỗng có tiếng chuông cửa Kéo tất cả tâm trạng mọi người lại vi vội vàng chạy ra mở cửa lam bước vào nhà trên tay cầm một giỏ hoa quả vi nhanh nhẩu đây mới là chị dâu em kìa vi vi đừng nói vậy lam ngại lắm sao mà phải ngại lam thích anh tớ từ bé còn gì ngày lễ ngày tiết nào cũng nhớ đến dọn dẹp tươm tất giúp anh tớ tớ thấy anh tớ với cậu mới xứng là một đôi vi em nói vậy đủ chưa trường gần giọng Linh đang đứng ở trước bồn rửa bát dọn dẹp, không nhìn ra vẻ mặt Trường lúc đó, nhưng nghe giọng anh thì thấy anh có vẻ đang mất kiên nhẫn dần rồi. Linh cũng thấy có chút buồn, buồn vì mình không xứng với Trường. Hai anh em họ cứ đứng nói với nhau câu gì, Linh nghe như tiếng gió vù vù, Linh lại đang đắm chìm vào trong suy nghĩ của bản thân mình. Linh cứ đứng chôn chân ở đó, lại càng khiến cho Vi và Lam cảm thấy hả hê. Linh, em không sao chứ Đừng nghe Vi nói bừa Trường ôm lấy đôi vai mảnh khảnh của Linh Khẽ lên tiếng quan tâm bên tai Làm Linh chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vô tận Em không sao Còn món thịt bò kho chắc như rồi anh nhỉ Để em bắt ra khỏi bếp nhé Để anh, em vào bàn ngồi đi Linh ra bàn để chuẩn bị cơm Thì đã thấy Lam đơm xong cơm cho mọi người rồi Chị ngồi đi Lam khẽ mở lời rồi bàn tay chỉ về phía ghế trống bên cạnh vi ở đối diện vị trí ngồi của lam và vi khá đặc biệt hai người ngồi đối diện nhau còn chừa lại mỗi bên một chỗ linh bèn ngồi xuống cạnh vi trường từ trong bếp đi ra trên tay là bát thịt bò kho nhìn thấy cảnh tượng trên bàn liền thấy không vui vi em sang ngồi cạnh lam đi không em thích ngồi đối diện lam trường bất lực không nói gì anh đặt bát bỏ kho lên bàn Rồi xách ghế sang ngồi cạnh Linh Vì hẳn học Em để ghế như vậy rồi Anh còn cố tình di chuyển đi làm gì Ngồi vậy chẳng cân xứng tiểu nào Vậy em sang bên kia ngồi cạnh Lam đi Trường liếc mắt Anh ngồi cạnh Lam Mới đúng là một cặp trời sinh ngồi cạnh nhau Vì liếc sang Linh Nhìn bây giờ có khác gì Gà giữa bầy hạc không Vì em quá đáng rồi đấy Vì cậu đừng nói vậy Chị Linh đến đây làm khách Chúng mình phải tôn trọng chị ấy Giờ Linh mới nhìn kỹ Lam Đường nét khuôn mặt thanh tú Làn da trắng trẻo Nhìn đúng là rất xinh đẹp Quả thường dung mạo này Mới xứng đôi với trường Lam mặc một chiếc váy hở vai Và nửa bầu ngực khá sexy Linh đoán phía dưới váy Chắc cô không dài lắm Quả thực gợi cảm hơn Linh nhiều Suốt bữa ăn linh không dám lên tiếng nhiều trường hỏi gì linh đáp đó còn lại là ba người kia kẻ tung người hứng linh cảm thấy mình đúng như lời lam nói đến đây làm khách nghĩ vậy linh cũng thấy khá buồn gia đình trường không công nhận linh hay nói cách khác em gái trường phản đối mối tình này thấy linh tâm trạng hơn và ít nói hơn trường không biết nên mở lời thế nào sau khi đưa linh về nhà trường chỉ biết ôm lấy linh thật chặt vào trong lòng trường thấy linh khẽ thở dài này quả là một ngày dài anh về nghỉ ngơi sớm đi nhé anh không thể lên nhà làm một tách trà nóng được hả em nghĩ là nay đi làm một tách trà nóng nhé nói rồi trường kéo linh lên phòng trường quyết liệt dồn linh vào góc tường đôi môi nóng rực hôn khắp người linh linh mới đầu còn dãy dụa phản ứng lại đẩy trường ra nhưng trường lại càng ôm chặt lấy linh hơn quyến luyến không rời hai người cuối cùng hòa vào nhau giúp nhau xoa tan đi bao mệt mỏi của ban ngày sau những giờ quấn quýt trường ôm chặt lấy linh vào lòng chẳng muốn buông em ra tí nào không ngờ một người bình thường nghiêm túc trong công việc như anh mà về đến nhà lại phát ngôn ra được những lời ngôn tình như vậy chỉ có thể gặp em mới ngôn tình đến vậy thôi sau một hồi im lặng trường bất ngờ cầu hôn linh mình tổ chức đám cưới nhé em chưa sẵn sàng mình bên nhau cũng nhiều năm rồi chính thức về chung một nhà chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi chi bằng đến bên nhau sớm hơn anh dễ chăm sóc em hơn linh trầm ngâm không lên tiếng nếu cuộc hôn nhân có sự vun vén của cả hai bên gia đình thì mới đem lại hạnh phúc Linh nghĩ giờ có lẽ chưa phải lúc Dường như biết được Linh đang nghĩ gì Trường vội lên tiếng ngắt lời suy nghĩ Anh nghĩ hạnh phúc của hai người Không nhất thiết phải bắt đầu Từ sự chúc phúc của nhiều người Dần dần Khi chúng ta có con Đến lúc đó mọi người cũng sẽ chấp nhận thôi Về phía Vi Em đừng lo Em nó hãy còn nhỏ Anh cũng luôn chiều từ bé Nên thành ra tính nó là như vậy Dần rồi nó sẽ quen có một người chị dâu như em thôi anh chỉ coi lam như là em gái không có tình ý gì cả linh không biết nên nói sao về cảm giác lúc này của mình với trường vừa cảm thấy trường như một bước thành trì vững chãi cho cô dựa vào vừa cảm thấy chưa thực sự sẵn sàng cho bước tiếp theo này của cuộc đời em đừng lo lắng gì cả anh sẽ không như người ấy không phản bội em không lừa dối em anh xin hứa với vong linh cha mẹ trên trời như vậy Linh bỗng rưng rưng nước mắt Trường đã nói đúng vào tâm trạng rối bời của Linh Hơn hẳn tất cả mọi chuyện Cái Linh sợ chính là hôn nhân Linh sợ lại một lần nữa Phải bước vào những trầm luân trước đây Những chuyện cũ Khiến cho Linh lại nhớ đến con gái sâu bé bỏng của mình Nỗi đau dai dứt triển miên Nhưng những lời Mà Trường nói ra đều mang lại cho Linh cảm giác an toàn Có lẽ Với Linh như vậy là đủ một tháng sau, đám cưới của trường và linh được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng trong thành phố. nhiều khách đến chúc mừng và có cả những cặp mắt ganh ghét, đố kỵ dành cho đám cưới này. vì không ưng linh, vì chỉ muốn lam làm chị dâu mình, vì với lam bắt tay, vạch định những kế hoạch để mưu đồ hãm hại linh. sau đám cưới, trường và linh lại phải quay trở lại với công việc một thời gian. Do có nhiều dự án mới đang được triển khai, hai người khá bận rộn với công việc nên chưa dám tổ chức tuần trang mật. Vào một buổi sáng, Linh thức dậy đi làm như mọi ngày. Trên đường đi làm, đúng lúc đang sang đường, trong khi dây xanh của đèn tín hiệu vẫn còn hơn 10 giây thì bỗng từ đâu có một chiếc xe máy phân khối lớn lao đến đâm mạnh vào phía đuôi xe máy của Linh. Linh ngã ra đường chân bị xe máy đổ lên kẹt cứng đầu đập mạnh xuống đường đánh cốp một cái cảm giác đầu đau nhói mặt tê tê bụng âm ỉ đau ống quần ươn ướt như dính nước linh mơ hồ nhìn thấy mọi người chạy đến để nâng xe máy cho cô người ta hô hoán cái gì đó nhưng cô không nghe rõ rồi sau đó cô thấy trước mắt tối mịt không còn biết gì nữa đến khi tỉnh dậy linh thấy trường đang ngồi thẫn thờ bên cạnh giường mình nằm Linh khẽ động người Trường liền quay sang đỡ cô ngồi dậy Cổ chân Linh phải băng bó Và cảm giác bụng dưới của mình cũng đang đau nhói Linh đưa tay đặt lên bụng Rồi quay sang nhìn Trường Trường khẽ lắc đầu Linh bàng hoàng Mắt trợn tròn Cảm giác không rơi nổi nước mắt nữa Vậy là hai lần Linh mất con Đứa con này Linh mới biết mình mang bầu hơn 10 ngày trước Định đợi mấy hôm nữa đến sinh nhật trường sẽ báo cho anh biết tin vui này nhưng không ngờ rồi cuối cùng hai hàng nước mắt cứ tự nhiên lan xuống trên đôi gò má vẫn còn vài đường xước sát do va chạm sáng nay xót vô cùng kẻ đâm em thì sao hắn chạy mất rồi có ai nhìn thấy biển số xe của hắn không không xe không gắn biển số linh không nói nổi nên lời khóc nghẹn anh đã báo công an rồi nhưng hiện tại họ vẫn chưa tìm ra được manh mối nào hết đoạn đường đó không có cam giám sát nào con em đâu rồi linh bật khóc hu hu trường bất lực ôm lấy linh thật chặt vào lòng anh cũng thấy vui vì mình có con nhưng cũng buồn vì con bỏ mình đi sớm nhưng em đừng buồn rồi mình sẽ lại có con thôi anh biết chuyện này sẽ khó vượt qua nhưng em đừng dằn vặt bản thân mình bác sĩ nói đầu em có bị chấn thương do va đập xuống lòng đường nên không nên bị kích động thêm nữa mấy ngày liền linh bần thần ngồi trên giường bệnh không biết ngày hay đêm cứ thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ dần dần linh lấy lại bình tĩnh nghĩ sự việc không hẳn đã là một vụ tai nạn tình cờ có thể có sự dàn xếp nào đó vì kẻ đâm cô đã chạy đi không một dấu vết linh giấu trường lén thuê một thám tử tư để điều tra vụ tai nạn của mình. Sau hai tuần, ngày Linh xuất viện cũng là ngày Linh nhận được báo cáo của thám tử gửi đến. Linh mở ra bất ngờ và chua xót, hóa ra lại là người ngay trước mắt. Linh cảm thấy như có một cú đấm đấm mạnh vào tâm trí cô. Cô ngơ ngác nằm trên giường, khuôn mặt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng chim hót véo von bên ngoài, nhưng khiến lòng cô rối bời bác sĩ bệnh tình của vợ tôi đến nay thế nào nay anh có thể cho cô linh xuất viện nhưng tình trạng của cô ấy vẫn chưa được ổn định lắm tinh thần vẫn đang trong cú sốc nên nhiều khả năng sẽ bị mất trí nhớ tạm thời một số việc hoặc một số người có thể cô ấy tạm thời không còn nhớ gì nữa vậy sau này sẽ khôi phục lại bình thường chứ bác sĩ vâng sau khi tâm trạng cô ấy ổn định thì sẽ khôi phục lại trí não và bộ nhớ như trước đây nhưng trong thời gian này anh hãy chăm sóc cô ấy cẩn thận đừng gây thêm cú sốc nào cho cô ấy là được vâng tôi sẽ chú ý cảm ơn bác sĩ mời người nhà ra quầy thanh toán để hoàn tất thủ tục xuất viện vâng trường bước vào trong phòng bệnh thấy linh nằm thẫn thờ trên giường thì cảm thấy thương linh vô cùng anh không biết phải làm thế nào để có thể bù đắp được nỗi đau này cho linh lòng quặn thắt lại khẽ rơi nước mắt Trường biết mình bây giờ không được phép yếu đuối Phải là chỗ dựa vững chắc cho Linh Anh bước đến bên cạnh giường cô nằm Thu dọn đồ đạc Linh, anh đưa em về nhà nhé Nhà? Ừ, nhà của chúng mình Vâng, về nhà của chúng mình đi anh Giờ đây Linh chỉ còn nhận ra trường Người cô yêu sâu đậm mà thôi Sau khi trở về nhà Linh ngạc nhiên khi thấy Có hai người đang ngồi trong phòng khách nhà mình anh Anh bảo về nhà của chúng mình Sao lại có người lạ ngồi trong phòng khách nhà mình vậy Linh khép nép phía sau trường Ngó nhìn ra Vì em gái mình và Lam Bạn của Vi đó em Vi và Lam ư Khuôn mặt Linh đăm chiêu Ngây ngốc nhìn hai người ngồi phía đối diện Vi và Lam ngạc nhiên vô cùng Không hiểu chuyện gì đã xảy đến với Linh Chị Linh sao vậy anh Lam cất tiếng hỏi Linh bị tai nạn xe khá mạnh Lại thêm cú sốc Nên giờ tạm thời Linh không còn nhớ nhiều chuyện trước đây nữa Không còn nhớ chuyện gì ư Vì quay sang Nhì Lam Rồi nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Linh Hai đứa nháy mắt nhìn nhau Theo lời dặn của bác sĩ Nên Linh phải ở nhà nghỉ ngơi tính dưỡng một thời gian Công việc ở trên công ty Linh Có thể giải quyết online Và hướng dẫn nhân viên làm việc qua online Thời gian Linh ở nhà Vi và Lam bắt đầu ra vẻ làm thân với Linh Hai đứa định chia rẽ Linh và Trường Trường mua nhiều thuốc bắc về Để tẩm bổ cho Linh Bảo Vi mỗi ngày sắc cho Linh một ấm thuốc để uống Vi và Lam nhân cơ hội đó Lén cho thêm nhiều hơn Một loại thuốc vào trong ấm thuốc Với thuốc bắc Chỉ cần một loại thuốc nhiều hơn Cũng có thể làm hỏng đi tác dụng của thuốc Hơn nữa Có thể gây độc cho cơ thể người uống Chị Linh Thuốc của chị em để trên bàn nhé Chị nhớ uống thuốc đấy Lam bê bát thuốc để vào trong phòng Thấy Linh đang ngồi thẫn thờ Trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ Lam cười khẩy rồi đóng cửa đi ra ngoài Thuốc đó Linh không uống Chị đổ đi Sau một thời gian Linh bảo với trường rằng Mình uống thuốc đó không hợp Dẫn đến kỳ kinh không đều Nên không muốn uống nữa Trường mới thôi không mua thuốc đó về nữa cơ hội ra tay của vi và lam cũng không còn dần dần linh cũng hồi phục và sớm quay trở lại tập đoàn để làm việc ngày ngày đi làm linh đi bằng xe buýt hoặc trường ngày nào không bận họp sẽ chở linh đi làm cứ nghĩ vi và lam sẽ dừng lại ở đó linh sẽ không truy cứu nữa nhưng con người ta lại không biết điểm dừng một ngày hai vợ chồng vừa đi làm về thấy vi ngồi khóc ở trong phòng hai vợ chồng vì sao em lại vào đây Anh nhìn xem Đây là chiếc kiềng vàng Anh bảo mẹ để lại cho em đúng không Đúng rồi sao thế Hôm trước em mở ra khoe với chị Linh Chị Linh còn khen nó được làm rất tinh xảo nữa Đúng rồi Hôm trước Vì có mở ra cho em xem Nói đây là bảo bối của mình Linh lên tiếng Chị biết đó là bảo bối của em Là kỷ vật duy nhất còn sót lại Là sợi dây tinh thần nối em với mẹ vậy mà chị nữ lòng nào lấy làm cổ riêng chị ham vật chất vậy ư? vì em đừng nói quá như vậy. trường gằn giọng em nói quá ư? không phải chị ấy thấy anh làm chức cao trong tập đoàn có danh có tiền nên bám giết lấy anh đấy chứ? em quá đáng rồi đấy. trường rõ ràng đang rất bực mình. vì sao em lại vào phòng của anh chị? linh hỏi. chị hỏi đúng lắm. sao lại vào phòng của anh chị? Nếu không vào đây Làm sao biết được chị còn lấy bao nhiêu đồ của Vi Để làm của riêng nữa Làm cái lại Thứ nhất Chị không lấy đồ của các em Thứ hai Nếu các em mất đồ Các em có thể báo trước với anh chị một câu Trước khi vào phòng của anh chị Nếu báo trước với chị Thì chị sẽ về sớm để hủy tang chứng vật chứng đi à Chúng em đâu có ngu chứ Linh không còn gì để nói nữa Để trường giải quyết hai đứa và đuổi chúng ra khỏi phòng xong linh định cất lời giải thích thì trường đã lên tiếng em không cần phải giải thích gì đâu anh biết em không phải là người ham vật chất em không lấy đồ của vi anh hiểu anh tin em thứ mà vi và lam đánh giá thấp là tình cảm và sự tin cậy của trường dành cho linh trường biết linh không phải là người ham hư vinh ham vật chất mà linh chỉ là một con người bình thường thuần chất nghị lực phi thường mà thôi những đức tính ấy mới là cái chinh phục được trường từ trước đến nay. Vi và Lam dường như dần cảm nhận được trường tin tưởng Linh tuyệt đối, nên những cách như khiến Linh trở thành kẻ lấy trộm đồ như thế không thể thành công ly gián trường và Linh được. Chúng bắt đầu đưa ra những kế hoạch mưu mô hơn để đổ oan cho Linh. Trường có dự án marketing mới để giới thiệu cho sản phẩm sắp ra mắt. Bình thường, công việc của trường và Linh liên quan chặt chẽ đến nhau nên các tài liệu về dự án của trường thì linh cũng biết để có thể đồng ý rót vốn của tập đoàn vào dự án marketing mới linh cũng phải nghiên cứu tài liệu liên quan đến dự án đó rất lâu một ngày linh đến công ty như mọi khi nhưng vừa đến đã thấy ngay mail mời họp của chủ tịch tập đoàn người nhận chỉ có quản lý phòng kế toán và giám đốc phòng marketing linh vội vàng mang sổ sách đi họp có lẽ buổi họp này đang nhắm vào dự án mới của tập đoàn bắt đầu cuộc họp linh đã thấy vẻ mặt của sếp rất căng thẳng có vẻ vấn đề khá nghiêm trọng nên sếp mới phải đích thân mở cuộc họp như thế này tôi biết hai phòng ban cần phải kết hợp chặt chẽ với nhau để phát triển cho các dự án của tập đoàn nhưng không có nghĩa là bất cứ thông tin mật nào của tập đoàn anh chị đều có thể công bố hay do bán công khai trên truyền thông internet. Linh và Trường nhìn nhau khó hiểu, cả hai người không biết chuyện gì đang diễn ra mà chủ tịch phải căng thẳng như vậy. Ngài chủ tịch mở màn hình máy tính, chiếu lên máy chiếu cho Linh và Trường xem. Linh vô cùng ngạc nhiên, vì đấy là trang Facebook cá nhân của cô, và ngạc nhiên hơn nữa là bài đăng nói về dự án mới của công ty có sự tham gia của Trường. Tất cả đều rất chi tiết cả số vốn đầu tư cũng được công khai lên trong bài đăng đó may mắn là bài đăng lên chỉ là đăng bản nháp của dự án nên tổn thất với công ty cũng chưa đến mức quá lớn tôi biết đây mới chỉ là bản nháp của dự án nhưng dù có là nháp đi nữa nhưng tôi thấy không nên công khai như thế này đặc biệt là dùng tài khoản cá nhân để công khai nó vâng chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm coi như dự án này sẽ phải làm lại từ đầu với hướng phát triển mới yêu cầu trưởng phòng marketing làm lại dự án này và gửi lại cho tôi vào đầu tuần sau vâng thưa chủ tịch anh chị về làm việc đi linh và trường bước ra khỏi phòng linh định giải thích nhưng trường đã lên tiếng trước về làm việc trước đã về nhà anh sẽ nói sau về đến nhà trường liền gọi vi ra phòng khách nói chuyện vì có những chuyện anh không muốn nói ra để giữ thể diện cho em nhưng chuyện đến nước này, anh không thể không nói. Em làm gì đâu ạ? À? Vì hất hàm. Em xem lại mình đã làm những gì đi." Trường nói rồi rút điện thoại ra mở cho Vi xem. Vi xem xong mặt liền biến sắc, không nói được điều gì nữa. "Em em nên nhớ, đâu mới là gia đình của mình. Dù chị Linh có là người như thế nào thì cũng là người mà anh lựa chọn làm vợ, đã chung sống trong cùng một mái nhà với mình." chứ không phải người ở bên ngoài kia mới là gia đình của em nhớ chưa em có biết chuyện của em làm có thể khiến cho cả anh và chị linh đều có thể bị mất việc không em xin lỗi em không cần phải xin lỗi anh người em cần xin lỗi là chị linh kia kìa em em xin lỗi chị linh không lên tiếng nữa quả thực tập hồ sơ nháp đó cũng là linh cố tình để ở ngăn bàn trang điểm nhưng không ngờ Vi lại là người làm ra sự việc đó Sau khi về phòng Trường cũng cho Linh xem đoạn clip Trong điện thoại Hóa ra từ sau vụ vòng kiềng vàng của Vi với Linh Mà Trường đã lắp một chiếc cam nhỏ ở Trong phòng ngủ Hai hôm trước Trường kiểm tra cam Thấy Vi vào trong phòng mình lục loại đồ Lam đứng ngoài cửa phòng để canh chừng Trường biết Vi và Lam Làm ra chuyện này Nhưng đợi thở cơ đến Trường mới có cơ hội để răn đe Vi đây cũng là cơ hội để trường dạy bảo Vi thời gian cũng dần trôi qua vấn đề ở công ty cả trường và Linh đều cùng nhau cố gắng khắc phục để không xảy ra sơ suất cho dự án mới Vi cũng dần không còn có ý định hãm hại Linh nữa làm thấy Vi không còn có ý đối địch Vi Linh thì Hàn học trong lòng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thân thiết với Vi nhưng trong lòng thì đã ghét Vi từ bao giờ trước đó đã lâu vô tình trên quán bar Lam gặp được Thúy Thúy tiếp cận Lam vì Thúy đã tra ra được Lam là người có tình ý với trường và cũng có chung một điểm muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của Linh Chính Thúy bày cho Lam cách để trước đó xui khiến Vi làm việc cho mình nhưng giờ mất một chân quan trọng là Vi Lam thì cũng coi như bị trường lạnh nhạt vạch mặt ngầm nên Thúy quyết định sẽ tự mình ra tay Em gái kế hoạch của em thất bại rồi ư anh trường cũng không còn tin tưởng em nữa vì cũng không còn nói chuyện với em nữa rồi để chị giúp em gái nhé một hôm thúy gặp trường trên đường đi làm về đến ngã tư xe thúy bỗng ngã trước đầu xe trường theo bản năng hay giúp đỡ người khác trường liền đỗ xe lại và đỡ thúy dậy hỏi han vài câu rồi định đưa thúy vào bệnh viện để kiểm tra nhưng thúy nói mình không sao sẽ tự đi khám và xin số điện thoại của trường để sau tiện liên hệ báo tình hình. Trường do vội về nhà nên cũng bằng lòng để lại số điện thoại. Sau khi Thúy lên xe đi, trường mới lên xe trở về nhà. Mấy ngày sau, Thúy liên tục gọi điện, nhắn tin cho trường cảm ơn, còn nhắn tin hẹn trường đi uống cà phê hoặc ăn uống để tỏ lời cảm ơn. Trường lúc đầu còn nhắn tin trả lời lại. Về sau, Thúy nhắn quá nhiều khiến trường bỗng thấy nghi ngờ trường cũng không hẳn nhắn tin trả lời lại nhiều thỉnh thoảng nhắn trả lời một hai tin đồng thời cũng cho người đi điều tra một số chuyện gần đây của thúy hóa ra thúy sai khiến lam để lam bày cho vi những trò hãm hại linh trường hẹn gặp thúy vào một ngày cuối tuần vì trước đó thúy nói có một dự án làm ăn khá hay nếu trường có hứng thú thì đến gặp thúy để bàn chuyện làm ăn Thúy thuê sẵn một người chụp ảnh Lén chụp cuộc hẹn này từ xa Ý định sẽ gửi những bức ảnh đó cho Linh Khiến cho Linh ghen tuông và rời bỏ trường Nhưng trường không đến điểm hẹn một mình Mà còn đưa theo một người nữa đi cùng là Bình Phó phòng Bình nghe trường kể Đi gặp một người ngoài tập đoàn Để bàn chuyện làm ăn Thì ngoài mặt vâng dạ Nhưng trong lòng đã sớm tính toán Vốn Bình muốn hãm hại trường Để chiếm đoạt chiếc ghế trường phòng niềm mơ ước bao lâu nay của mình. Trường biết Thúy trước đây từng hãm hại Linh, muốn gặp Thúy để xem cô ta có dã tâm gì nữa. Ngày gặp mặt, có vẻ cô ta khá bất ngờ với việc Trường dẫn theo Bình. Bình trước giờ làm việc không nghe theo Trường, trước mặt thì giả giả vâng vâng. Nhưng Trường biết sau lưng của mình, Bình có thể phản lại bất cứ lúc nào. Sau khi kết thúc cuộc gặp, Trường ra về có nói với Bình không nên làm ăn với Thúy vì có khả năng cô ta sẽ lợi dụng làm lộ những kế hoạch của phòng ban marketing và lớn hơn là lộ kế hoạch làm ăn của tập đoàn. Bình dạ vâng, nhưng Trường biết chắc chắn hai người họ sẽ còn bắt tay với nhau làm ăn nên Trường dần đề phòng với Bình hơn trong mỗi cuộc họp riêng và chung của Bình với mình và phòng ban. Anh Trường... Nhờ anh ký hợp đồng này giúp em một ngày Bình vào phòng trường để hỏi nhờ trường ký hợp đồng Cậu cứ để hồ sơ đó rồi lát tôi sẽ xem Hợp đồng gấp nên anh ký gấp cho em nhé Khoảng 2 giờ sau Bình quay lại để lấy tập hồ sơ đi Trong lòng mừng thầm vì kế hoạch của mình đã sắp thành công Sáng chủ nhật Linh đang ngồi ăn sáng với trường trong bếp Thì thấy trường nghe một cuộc điện thoại lạ Rồi anh rời đi Linh muốn đi theo nhưng Trường cản lại Em ở nhà đợi anh Anh đi một lát rồi về Anh đi đâu vậy Anh đến đồn cảnh sát một chút Có việc gì vậy anh Anh sẽ giải thích sau Trường cứ thế rồi vội đi luôn Linh ngồi nhà sốt ruột vô cùng Cứ thấp thỏm không yên Cứ chốc chốc lại mở điện thoại ra xem Nhưng không thấy thông báo nào hết Mãi đến tối Mới thấy Trường trở về nhà Khuôn mặt anh khá mệt mỏi nhưng dù sao trường trở về nhà rồi linh cũng thấy yên tâm hơn nhiều có chuyện gì vậy anh nay công an gọi anh đến để xử lý vài vấn đề liên quan đến vụ thất thoát tiền của công ty gần đây ôi vụ gì thế anh sao em không biết vụ gần đây tiền công ty bị thất thoát vụ này anh và chủ tịch đã sắp xếp từ trước đợi thời cơ mới báo công an anh kể cho em nghe với linh vừa chạy vào bếp để chuẩn bị đồ ăn cho trường vừa háo hức đợi nghe trường kể chuyện hóa ra mọi thứ từ đầu đến cuối trường đều có sự đề phòng và chuẩn bị hợp đồng mà bình chuẩn bị để lừa trường đã được trường báo cáo với chủ tịch ngay ngày hôm đó trước giờ bình vẫn nghĩ rằng đã lừa được trường để lấy vốn của công ty từ phòng kế toán định hãm hại cả trường và đẩy linh vào thế chết nhưng tất cả đều được trường tính toán đến thời gian gần đây số tiền bị thất thoát đủ nhiều nên trường và chủ tịch thấy thời cơ đã tới hai người đã đưa bình vào bẫy công an đã tóm gọn cả đường dây hôm nay công an gọi trường đến để làm rõ một số vấn đề cho vào hồ sơ vụ án hóa ra anh biết chuyện từ lâu rồi ư anh còn biết nhiều chuyện lắm nhưng anh chưa kể với em đó thôi chuyện gì nữa anh chuyện trước khi em vào công ty làm nữa cơ linh rất ngạc nhiên chuyện trước khi linh vào công ty tức là chuyện trước đó linh mất con linh ly li hôn linh và huỳnh anh biết chuyện em mất bé sâu nên giúp đỡ em vào công ty phải không cũng phải nhưng cũng không hẳn em có biết số điện thoại mà sâu dùng để gọi cho em là của ai không linh vô cùng ngạc nhiên khi thấy trường hỏi vậy chẳng lẽ là đúng thế anh chính là người chú tốt bụng cho sâu mượn điện thoại để gọi cho em Ngày đó anh cũng đang đưa Vi đi chơi Trong lúc đợi xe taxi Thì sâu chạy đến hỏi mượn điện thoại gọi cho mẹ Anh thấy con đáng thương quá Mặt như sắp khóc đến nơi vậy Lúc taxi gần đến chỗ anh Thì con vội chạy qua đường Anh xin lỗi Anh không kịp chạy đến để kéo con lại Linh lại nhớ đến cảnh Nhìn thấy sâu bị tai nạn ngay trước mắt Lòng lại nặng chịu nỗi buồn Thế mà cũng đã nhiều năm trôi qua Nhưng nỗi dai dứt của Linh Đối với sâu vẫn luôn canh cánh trong lòng Cảm xúc trào dâng Khiến cho đôi mắt Linh hoen lệ Nước mắt lại chảy dài xuống gối Trường đưa tay lên khẽ lau nước mắt cho cô Anh cũng đưa em vào sâu vào viện Chứng kiến em vào Huỳnh Sau này khi em nộp đơn xin việc vào tập đoàn mình Anh cũng là một trong những người tuyển dụng đợt đó nên biết từ đó anh để tâm đến em nhiều hơn, biết những chuyện giữa em và Huỳnh và Thúy. Vừa rồi, chính Thúy bày trò với Bình để định hãm hại anh và em mất trắng, nhưng họ không ngờ chính anh và chủ tịch sắp xếp để họ vào trong. Liệu họ sẽ có kết cục thế nào vậy anh? Tòa sẽ mở sau 10 ngày nữa, khả năng Bình và Thúy sẽ phải vào ngồi tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cái giá cuối cùng mà họ phải trả, có lẽ Sâu so mới là người đưa anh đến với em, để che chở cho em cũng nên. Có lẽ vậy anh à? Linh gối đầu lên cánh tay trường, nằm nhìn ra bầu trời sao ngoài cửa sổ. Trăng hôm nay thật đẹp. Ngôi sao phía xa kia, cũng như đang nhấp nháy với Linh. Có lẽ đó là Sâu so đã muốn nói với Linh rằng mẹ ơi, mẹ ấy thật hạnh phúc nhé. Linh dường như nhớ ra điều gì đó. Cô ngước đầu lên nhìn trường. À có chuyện này em muốn nói với anh Chuyện gì vậy em Trường có vẻ hơi nghi hoặc Linh mỉm cười thẹn thùng Ánh mắt mong chờ nhìn người đàn ông Đang ôm mình trong vòng tay Em có thai rồi Trường bất ngờ ngồi nhổm dậy Niềm vui đến quá đâu bất ngờ Trường vội vàng ôm chặt lấy Linh vào lòng Ghi chặt như sợ rằng Chỉ tuột tay một giây thôi Là có thể mất cô mãi mãi Anh làm em đau quá Con đau đấy Trường vội buông tay Vẻ mặt có chút tội lỗi Rồi anh ôm cô vào lòng dịu dàng nói Anh yêu em Linh nhìn Trường Ánh mắt sâu thẳm đầy yêu thương của anh Mỉm cười đầy chiều mến Em cũng yêu anh Linh cảm thấy thoải mái Trong ghi ôm của Trường Khẽ chìm vào giấc ngủ Trước khi ngủ Cô còn cảm giác như có một nụ hôn ấm áp Đặt trên trán mình Cô khẽ mỉm cười rồi chìm vào giấc mơ hạnh phúc ngày mai sẽ lại là một ngày mới mặt trời sẽ lại mọc rồi lại lặn cuộc sống cứ thế tiếp diễn thế sự tiếp tục xoay vần chẳng ai nói trước được điều gì cả nhưng với linh từ ngày mai trở đi cô và trường sẽ có một cuộc đời hạnh phúc cuộc đời có nhau và có con của hai người quý vị và các bạn thân mến trải qua không ít những biến cố thì cuối cùng trường và linh đã đến bên nhau họ sống một cuộc sống hạnh phúc chúng ta hãy chúc phúc cho cặp đôi này nhé cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện tạm biệt và hẹn gặp lại